Ở đây không thông luôn à? Đó. Nước đục ngầu này, như sánh như cà phê. Thông ở tận đâu? Chú ơi, thông thông đâu ấy, cái nước này. Kéo thì vẫn còn con. Và nóng. Cháu biết ở đâu đâu. Cháu biết ở đâu đâu, trưởng chú làm hết đi, cháu không biết đâu. Chú làm thì làm chọn gói luôn đi. Ở đâu hả chú ơi? Tí của em cũng bị mòn mòn cái cổ này này. Sợ nó cứ động kia nó không bình thường không ra. Thì bây giờ mình muốn rồi. Mình muốn tháo ra để xem nếu mà nó mọt cái nào thì thay cái đấy, xong đi đường vỡ mồm ngay. Ừ, mấy cái này. Tháo bình thường không? Ừ, tháo bình thường thôi. Riêng cái hệ thống nước này nó hết bao tiền đâu, nhưng mà nó đến lúc mình tháo ra mình mong mình phát hiện, nó sợ không phát hiện được, phát hiện được thì thay. Khi mình động vào nó bị. Đúng rồi. Lần trước của em còn bị cái đấy, cái đầu như cái đầu này bằng nhựa thì ít khi nói. Nó là nhựa mà. Nhựa. Của em lần trước cái con Nasty bằng sắt han. Cụt hết cái đầu. Nhựa nó cũng lâu ngày nó cũng giòn. Ừ, mình nó mới thay cái này rẻ mà đúng không? Mình cảm thấy nó lâu thì thay, nó cũng thay thế định kỳ mà. Market đi đi. Rồi chú về thôi. Chú ơi. Thế cái này của cháu có phải thay không? Thay được cho cháu thì thay. Không có chú quen nào bảo nó giờ cháu đi thay xong cái nước cháu biết quen nào đâu. Chú làm cái két này này, chú làm cho cháu luôn được, cháu không biết thằng nào. Chú đến bảo nó làm cho cháu. Mấy cả cái này nếu mà thay thì thay cho cháu cái đắt không chú? Cái đầu nhựa này này, đầu vào trong máy à, vào mặt máy à. Cái đầu mấy cạnh này mà trước cháu thay rồi đấy. Nó hỏng như thay. Rẻ lâu rồi thay được, người nó cái này chỗ này nó nhiệt độ cao nó. Anh kiểm tra cho em các cái khớp lối bằng sắt ấy, nó mọt hay mọt nó thay. Đấy cái đầu này chắc em thay rồi này. Đâu thay rồi. Không, tức là xe khác cơ, xe Lacity cơ, còn cái này thì còn thằng em chưa thay, con này không phải của em. Thằng em. Đây. Thế khi tí nữa anh cái này cũng kiểm tra chỗ than không anh nhỉ? Không. Không tháo kiểm tra chỗ than à? Tưởng vẫn thay được mà, nhưng con chassis của em vẫn thay được cả chỗ than mà. Thì tiện thả tháo ra thì kiểm tra luôn chỗ than. Hoặc là kiểm tra luôn quạt mà. Đầu mỡ gì không? Thì nhiều lần đi quạt này có vệ sinh vòng bi không biết được không anh? Mỡ dầu thì không? Chú Việt đây. Quạt này có vệ sinh vòng bi mỡ biết thì không? Hay có thay đổi than được cho cháu? Em kiểm tra xem thử than nó còn ấy thiếu gì không? Ra bên điện đi ạ.
xong mình để kiểu như một lúc ấy thì nó đi được, kiểu như nó nhiệt nó giãn ra. Trời ơi, tiện thay luôn mấy cái hành tinh này, không kết nước, thay dung dịch làm mát, vệ sinh quạt. Nó đang làm nhiệt ở trong. Nó làm nhiệt kiệt cứng. Đúng rồi. Nước là rất là quan trọng nữa, sôi nước hỏng là do mấy cái đường ống rồi hết. Thay và đơn giản. Xui nước là tèo máy ngay. Đây là cái bướm ga đóng mở cái cổng hút đấy. Mấy cực, ba cực điều khiển cái tốc độ ở đâu, ba cực thêm 2 giây thôi vẫn mát, 2 cực thôi. Một số xe thì có 2 quạt, còn này có 1 quạt cảm biến. Chết quạt ngang đường là khóc. Có 2 quạt thì nó còn một con chạy nhanh, con chạy chết một con thì một con vẫn chạy được. Chết một con, có một con thì chết thì tèo đắp chiếu. Cố đi để sôi két nước. Vàng này nó bật chặt cứng lại. Vàng hoàng nhiệt. Cái van này nó là hàng nhiệt, tức là cái đến nhiệt độ nhất định thì nó sẽ đóng mở cái van này vào để 100 hơn 100 độ nó đóng mở để cho cái nước nó chạy qua chạy lại, nên là cho nước nó không nóng. Cái van này hỏng thì dẫn đến là tèo, nước sôi, nóng máy. Đây các bạn dùng cái nước dung dịch làm mát không chuẩn này không đóng ngắt được nữa. Két này nó không có đẩy, nó chỉ là cái lò xo thôi. Rất quan trọng. Cái thẻ xúc rửa cái két nước mình thay luôn cái nước nó mát. 2 chai cho 2 lít. Vào. Nước chuẩn thì nó sẽ không bị đóng váng và cái van nó không bị kẹt. Do nước kém lâu, thay định kỳ, ở đây thay định kỳ rồi. Không hỏng cũng thay, rẻ thôi. Tầm 100 đến 200. Chưa được công. Nhiệt độ trên 100 độ rồi, dễ oxy hóa.
bẩn. Tôi sập phòng mà. Cái này nếu một lăm một lần, hai lần lăm một lần, nếu mà đường bụi bẩn thì mình vệ sinh thì nó cũng sạch. Cái nước nó đường nó bụi bẩn, xây dựng nước bám nhiều. Đợt trước hình như em cũng thay nước thôi chứ chưa vệ sinh cái này. Cái nước mát màu đỏ thôi. Không được khen nước. Đây là dàn nóng của điều hòa. Nó hôm nay dàn nóng, dàn nóng cách nước và dàn nóng điều hòa. Con này có chạy một quạt thôi. Xe bé chạy một quạt. Quạt này rẻ cũng phải hơn 1 triệu đến 2 triệu đến mấy triệu. Quạt xe mép mới đắt 20. Thay được chổi than thì tốt. Hiểu nguyên lý thì bảo vệ vệ sinh định kỳ thì yên tâm rồi. Sao anh lúc đấy anh bảo kiểm tra cho em các cái đầu lối nhá, chân nhựa với chân sắt đấy mà kiểm tra rồi. Vâng, cái nào phải thay hơi hiện tượng đó thay luôn thì cái này không phải mới khi tháo ra được đâu, cái hai nó ở trong thì không tháo ra kiểm tra được. Động mà nó không gãy thôi. Vâng. Động mà nó gãy thì con này nó cũng lâu rồi đấy. Nó phải định kỳ với cái nước này, nó nhiệt nó cao mà thay đi trước còn hơn, yên tâm để nó hỏng dương đường chết. Bệnh nước sôi lần trước em bị phát xe tải sửa mất 50 triệu. Vừa đây. Vừa mới lắp. Thì đồ phụ tùng ô tô nó dùng chung mà. Thì đóng lên đai lên cho nó. Mitsu với cả Ford là dùng chung đúng không? Ford Laser là. Mới nó sáng và sau nó nhảy lên tách nước ra vào ngon. Cái này ấn thì kéo xuống. Ấm chứ thôi. Lấy để tí về mang giả anh em cho nó xem. Ấn nước xuống rồi. Ra nó có định kỳ chứ mình cứ không thay đúng không anh? Đây do mình dùng nước nó không chuẩn, còn nó bị kẹt. Đấy, mua sửa cũ lại. Nó là cái lò xo thôi, nó tính em giãn nở theo nhiệt độ nước. Nó răng cao su để nó đóng mở. Vâng. Nó cái này nó mở thì quạt nó quay. Nó bằng cơ thôi nhưng không bằng điện. Cho có xu đóng mở. Ngày xưa con xe dây của nhà em tháo mẹ ra cho nước nó chạy liên tục. Nhiệt độ nước là nó ngọt.
xem lại cái ở trong này đấy. Nó ghi rõ mà cậu không để ý đâu, nó có hình của nó. Không bỏ hẳn vào thêm biết ngay, nó có hai lỗ với một lỗ mà. Tháo hẳn một cái ra xem thực tế đỡ bị tắt cái lỗ. Ừ, cái đấy là tôi biết mà. Đúng rồi. Đang kiểm tra cái xe này. Đây một chai, một lít được nhỉ? Hay cái răng lớn luôn. Cái đấy quan trọng lắm ấy. Vâng, nó thoát nước ra ngoài này. Cái này rẻ không, rồi rách hết rồi. Xe lần trước có hiện tượng hao nước nhưng chưa kiểm tra. Lắp. Lắp này nó không có hiện tượng này, có như rồi, là van đóng van, đây là van nó mở nó răng có xu nó rách rồi. Như thiếu nước nó mở, nó hút từ bên kia vào này. Vâng. Ở đây nó đóng cho cái chỗ này vào đây đúng không? Nhiều khi mình không biết bảo nó thay nó sợ tiếc tiền. Nó như một cái khóa cơ đóng mở để cho cái nước ở ngưng vào. Bình ngưng. Đây bình ngưng đây vào đây. Thiếu thì nó mở. Ô tô nó hàng nghìn chi tiết nên nhiều khi không biết nên cứ chở để chạy mãi được, không quan tâm đến lúc hỏng toi sửa lớn. Không hết 2 can 2 lít. Bình ngưng thì vẫn còn nhiều, mới đổ kim nhiệt hết rồi. Vâng, để nó vuông nước à. Nổ máy rồi. Nước này là 130.000 một can. Nếu đây là loại phát sẵn, còn loại kiểu loại mà chế nước thì như rẻ hơn. Chứ nó bảo nước này nước Nhật. Đây là mình nhắm mai chiếu đổ bình ngưng hay đổ đây này? Mở bình này sáng mai. Rồi. Ra để nó guồng hết trong các ngách nhiệt. À khi bật điều hòa nó guồng ngã ra. Rất đơn giản. Hết can rưỡi thôi, tầm 3 lít. Mình như này vẫn còn. Đó. Vâng. Và chưa quay. Nước ở đâu? Nào nó lâu nào. Chạy điều hòa quay ngay. Điều hòa thì nói gì đó, mình đang xử van hay thế nào. Tao cứ bỏ cái hàng vào cái van bao nhiêu đó mà. Ra nó đang bật điều hòa lúc nào nó phải quay chứ đi quản hỏi nhắn hơn cái đấy bật một lúc lâu thì cái van nó có đóng rồi.
thì lắp cái cổ tiếp thì lắp cái lọc gió mà. Anh thử cái van này, nó đóng quả quay kìa. Thay này đi xa yên tâm. Hỏng ngang đường là khóc. Quạt chưa đóng. Thường là cái van này bao nhiêu độ nó đóng mở anh? 100. Nhiệt độ sôi của nó cao nhất thì như nó báo.